Bên này đi em. Để xuống dưới đây đi. Không chiếm à? Không thế, không biết chiếm, chiếm không gì. Không bắt, không bắt buộc nha. Tại vì con này nó có nhiều này. Em phải thử, em thử làm, em cứ thử. Gì đây vậy? Đó, bốc động được. Động được rồi. Được. Em chiếm được không? Được. Ừ, chiếm trên máy của em thôi. Có con này thì không chiếm. Ơ, thế nhưng mà chiếm như thế này thì em không được lấy những cái này xung quanh nhỉ? Có tất cả đấy của em hết rồi. Của em hết rồi à? 4 ô của chị chứ à? Ờ, 4 ô thành của chị rồi. Nếu kết thúc thì mới được, bây giờ không kết thúc thôi. Nghĩa là ai đối vào đấy là của em hết. Đúng rồi. Thế thì ai, còn ai là nối nữa nhỉ? Anh nối không, phải nối quay ra, không còn là của chị. Còn một lượt nữa là ai nhiều quân hơn thì người lại ăn. Được. Thế là của em rồi thì sao mà được. Ăn được? Không hiểu được rồi. Thôi đi, nhanh nha. Người có đấy của em. Không hiểu được rồi. Chiếm cỏ. Không hiểu được rồi. Không chiếm cỏ à? À đúng rồi, chiếm cỏ. 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 Không, không được. Em phải nối vào sông ở đây. Tại đi, tại đi. Anh đặt vào sông đi ta. Tại đi ra là sông đi ta. Đấy. Đây là đây mình cho được không? Để đường mọi người thích mở rộng thì mở. Nên là sao phải sao? Sao không phải nối đường vào xong rồi chiếm đường? Chiếm đường đã được 3 điểm rồi. Tại vì có điểm đâu có điểm. Tại vì mình đây đi. Chẳng 3 điểm nữa. 1 2 3 nối còn gì? Tại vì bây giờ em nối ở đây chẳng lấy được điểm nào. Có chiếm gì không? Chiếm gì à? Không. Để chiếm được. Sao rồi? Chiếm để đây đi. Điểm à điểm. Không được. Kệ nó, trời ơi kệ nó. Nó thiết kế đường rồi. Tao chưa hiểu hết chưa lắm. Mấy cái tâm điểm. Trời ơi, thế nữa. Vãi, chị chặt cột đường của mình ấy. Bây giờ chị không biết để đâu nữa. Có kệ, để đâu, à, không. Chặt cột đường của anh Tân này, cho anh Tân hết đường luôn. Để không? Để không? Được, chưa để không? Được, thì được mà. Vãi được điểm luôn. Anh ta là được điểm rồi á. Mình lên. Không được thế được. Dạ, cỏ nó như thế, cỏ nó. Một lượt đặt bao nhiêu to tần được? Một lần đặt một tần. Đây em ơi, có từng đặt bao nhiêu cũng được. Có từng ngày to tần thôi. Nhưng mà đặt trên miếng mình phải đặt. Hả? Chỉ đặt trên miếng mình phải đặt thôi. Đặt. Vấn đề là có to tần ở trong tay đấy thôi. Không đủ được quá số lượng. Ghi điểm lại với ai mà. Chúng còn đi em. Đặt được, muốn đường nhỉ? Muốn đường thôi. Được thôi. Nhưng mà này. Cỏ được còn mỗi 2 con. Cho một tí cho luôn, tí luôn tôm đấy. Trời, trò này rộng mát, này có cái ô này lại hay đấy. Sao cái đường này xấu, mình đặt đâu cũng thấy xấu xấu. Đặt bên này được không? Được luôn. Không sợ. Không quá. Không làm gì. Kết thúc cuộc đời mà. Nếu mà đặt như này ấy. Em chiếm luôn, em chiếm luôn 4 điểm luôn. 4 điểm luôn. Em có lên nhất, tôi lên về luôn. Nào, ở đây không? Có đặt đây không? Thế nên tôi lấy về. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, thì 4 điểm về nhá. Em được 4 điểm luôn được không? Thế xong rồi, sao mọi người không cho lấy điểm luôn đi? Chưa kín, chưa kín. Không thích. Đúng không? Chưa kín. Mới được 4 điểm rồi. Không, thấy là kín rồi. Thì cái đấy ý là của Hoàng mới kín. Em chơi kín đi.
người. Không được, được. Được không? Đúng, đúng. Mà tham thì tí nữa không phép lại được. Phép được, riêng còn dài. Em chiếm cỏ. Có trong cỏ ngoài. Cỏ ngoài này đi. Cỏ ngoài. Con thì ăn đầy đấy. Nhưng mà thành một số to như vậy đi, cũng chỉ được một thôi. Đúng rồi được. Số to thì em chỉ tính điểm với thành phố thôi. Mình xuống đi nào. Đâm à, được. Đúng rồi, được mà. Được. Hay là ăn. Ăn luôn à? Không, em thì vào sông à? Không, tự mình mặt đi gì á. Không, ý là mất đường ở đây. Được. Mà sông thì chỉ mất đường thôi. Hai phải trên sông trước nhỉ? Không tệ. Em yêu phải chơi sông trước ấy. Sông không đặt nên anh quên là không đặt được thì bỏ bài đi à? Bỏ được mà. Ví dụ không đặt sẽ bỏ bài đi được mà. Không nhớ chơi lại. Ờ. Ờ. Bỏ đi không khác được không? Dạ. Em không. Từ từ. Dạ đúng rồi mày. Đúng thôi, sao tao chỉ có 7 từ 6 con. Kia của em ở dưới chân em đi kìa. Không thì em. Này, bốc vào sông. Thế trả bốc sông. Ai là người? Tình yêu à? Anh em nào cùng nhau? Có tài này à? Ừ. Không, bà chị yếu chứ. Không, nhưng mà thế thì anh ta sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 điểm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm, 12, 14 điểm. 14 lắm. 4 này, 8 này. 2 10 12 4 điểm. Ừ. Đấy, phá chịu đến cho chị nhiều điểm. À 4 điểm mà đi một phát lên đây luôn à? Ừ. Phải quyết. Đấy, em hiểu không? Thế nhưng bây giờ em để thay ý mở rộng ra thì anh ý cũng lại rộng. Này, phá chịu đến đây. Mày xét lấy vậy. Mày thêm cái ô thành mẹ này. Chiếm cái gì? Chiếm cỏ à? Vâng. À, chiếm cỏ xong rồi tính điểm mạnh à? Còn mình ấy. Đúng rồi, cũng mạnh đấy. Anh ơi, thế thì tí cỏ như nào nhỉ? Em đặt đâu? Em đặt đây đúng không? Em mà. Em không, em vừa đặt cái này, em thì em cỏ ở đây. Thế tí em nối thử đi. Chứ không hiểu đâu. Ok, được đấy. Chuyện em đấy. Không. Ôi, ôi vừa tin luôn. Có em chiếm sông như vậy. Sông chiếm được điểm không? À, không được chiếm sông à? Không phải không được chiếm mà được chiếm nhưng không được điểm. Nên là người ta sẽ không chiếm. Xây rồi nhà đâu được. Không chị ở đấy không chị ai đó nữa. Đánh kiếm cái cỏ đấy. Mà chỉ cỏ là cái đấy thì không rút thẻ được. Không rút ra tôi cần được. Dạ. Được rồi. À không rút được. Đừng làm một quái cả nữa là anh nhầm thôi được. Đây. Đừng lấy cái người của anh rồi. Không thấy được. Sao được? Được mà. Ý là không thấy như thế là. Kiếm cái gì? Không kiếm được. Cái này của chị mà. Không được. Không được, không được. Ờ, được hợp tác được. Hợp tác nhưng vấn đề này là em phải xây trước kia nó thành một khối. À, dạ, thế thôi. Buồn đi. Ví dụ bây giờ em phải lừa xây ngoài xa dài này. Em vào vòng này, không em xây rồi, không em lối vào ấy. Thì sẽ được. Em và chị Yến hợp tác. Thế là, hoặc là em xây bên này. Đi cho hợp tác đi. Em xây bên này là thôi em sờn rồi rồi vào thì sẽ được. Đi cho hợp tác đi. Không. Đấy. À, đỡ thành cùng cái rồi, thành cùng rồi, thành cùng rồi. À được, không tiếng cùng. Đi cho thành hợp tác đi. Hợp tác nha, hợp tác nha. Không phải. Em và chị cùng chưa được. Em là chị xây cái đấy. Không em phải. Em là chị ăn nhẩn rồi. Không. Đi. Ăn luôn. Thôi. Chưa thấy phải bốc nó ra không? Không được. Không được.
không được, đường đâu mà thành đúng vào đường. Ta để không được thì khó đấy. Cái này đúng. Thành đấy, em chỉ tìm chỗ thành cái cỏ rồi, nhưng mình có khác vào đường các kiểu không được. À, mày cứ xây cỏ đi thì nối lại sao? Đừng. Để ý nó xây trời ơi. Thế là đặt bên này thôi gì? Nó đâu kệ đó, mới là không đúng luật được. Nhưng mà nối cỏ rồi gì? Đấy, cỏ với cỏ đây. Em đang thiếu cỏ 3 cái mảnh cỏ này rồi. Đang được 3 điểm rồi. Không. Bao giờ cỏ phải tín? Bao giờ phải tín? Cỏ gì ấy? Có chiếm không? Đó. Chiếm đi không? Thế Thanh chiếm cỏ. Cỏ chiếm rồi là gì? Thế Thanh. Chiếm đi thôi. À, thế là 2. Thế Thanh thành ngàn và thành ngàn chiếm ai chiếm hả? Được. Nhưng không chiếm được nữa rồi. Thế thế. Đây, như thế. Em chiếm đường này. Thế rồi thì ít hết của tầng rồi. Em phải lấy tôi cần về, không không tôi cần để chơi. Ngon cả em. Sao làm anh hành đàm ra vậy? Cái này lên đấy. Mình chủ yếu khắp các hành đó. Ngon. Gì ạ? Đường. Nhớ vào đây để cắt đường của anh ấy đi em. Không anh đừng nhiều điểm đấy. Đó. Hoặc là đây. Nối chỗ này. Đó, ba đường ngã tư. Nối vào đây này. Ngã ba đường ngã tư. Dạ. Được chưa? Hả? Mà thế được. Đường về. Đấy. Còn bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Anh cứ bình tĩnh. Nối đây là anh chỉ ăn được một điểm ở đường này thôi, em hiểu không? Nếu mà nối ở đây anh chỉ ăn một 2 điểm ở đường này. Một đúng điểm, rồi không? 2 điểm, đường bên này đến bên này thôi. Đúng rồi. Cũng được. Đấy, em có thể chiếm đường khác. Rồi. Em không lấy chiếm điểm này. Chị xui mày tới. Đấy chưa? Ăn được cả mấy điểm rồi đấy. Rồi, 2 điểm. Chắc chưa? Anh em mình tiến được để chưa không? Ha. Phải đi ăn tiếp đi. Dạ, chị chạy đường mà. Đi lên đường. Thế này mày đòi chơi chơi chung với chị, xong rồi mày đòi chơi chung với anh, thế mày bán cả hai. Bán độ à? Phải hợp tác. Anh có lên điểm đây à anh? Đấy. Hai điểm rồi. Không được. Nối tiếp. Nếu mai bị nối tiếp. Kệ nó kìa. Đấy. Sao nhà kệ nó chứ không thấy nhỉ? Khó ghê, trong đoạn này làm nào? Không bỏ đi. Kệ đi. Phải bỏ đi thôi. Đến gì vậy? Mà chơi kiểu đi chị ơi. Đấy, nối ra sân rộng. Không, em không ăn được rồi. Không được. 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 Sát rộng rồi. Em và chị sát rộng rồi. Hợp tác nhé. Mày chị không chơi bản độ. Không, chơi hợp tác. Đây, hợp tác song phương. Đã đa, đa phương. Không được, à được. Nào tắt. Thôi, chơi chị bà. Thế bây giờ chơi làm nào? Chỉ được một thôi chứ. Anh chưa thế. Xong được. Không. Để anh chưa tăng á. Không được. Không được một mảnh, chỉ được một chơi một tốc thôi. Chả gì cũng được à? Không, anh chưa tăng á. Trời không được à? Không. Nếu mà chơi như thế thì em đặt từ đấy rồi. Ai cũng đặt. Đặt. Tính ngay kìa. Tiền tâm vào đây vẫn ăn nát, em vẫn hơi hiểu thôi. Có lẽ ăn luôn không nhỉ? Ăn thì cũng được, sao không? Nhiều mấy của anh. Mày giúp gì vậy? Đừng, nói hai cái đá ba với nhau. Được 2 điểm luôn. Hai điểm luôn. Đâu? Đấy, tớ kia hai điểm kìa. Chiếm luôn con 2 điểm luôn. Không hợp lý chứ. 2 điểm ăn làm gì à em? Ăn phải ăn mấy điểm, ăn 2 điểm ăn làm quái đi. Không bằng nữa. Mấy điểm làm gì? Bắt một đàn. Không bằng nữa. Không làm gì không được. Không phải là bắt một quả đàn. Em nhớ là có đâu không đặt. Không đặt em có điên là đặt khác. Đấy là điều kiện là không thể đặt được. À nha. Thì mới không đặt. Vào chơi thế luôn à?
Cỏ cái cỏ đúng không? Cỏ cái cỏ đúng không? Ngon. Ôi. Đây là gì? Thành. Thành. Em ơi đừng đừng. À đừng đi. Cái đó gì đấy. Không được nhá. Đường đâm vào nhà nha. Bắt buộc muốn biến rồi bà Thành. Rồi, hợp lý rồi. Hợp lý rồi. Anh đang đặt kiểu kiểu cụt quá. Này, bây giờ không thằng nào nhìn cái này vào là vô lúc không được. Bây giờ không có thẻ mà còn là anh có thẻ là đi đặt không nhìn cái thẻ như này ấy. Là không đặt được vào đây không? Mới chấp thì đây, em nhìn cái này. Là vụ này toang đấy. Nó không ăn được điểm đâu các em. Đầu tư mình hiện tại vụ này toang đấy. Mới chấp. Sao chỗ này của anh này? Không xong, không xong. Ít. Không được. Xong một tí nữa là xong, bố được chỗ này. Thế như vậy, tí tiếp để chúng ta chơi ở trước cái nào ấy. Bỏ sông đi, bỏ sông đi. Nhưng con này có sông rồi. Thế sao chơi sông trước ấy? Thật đấy, phải chơi sông trước. Thế là chơi sông trước, ngồi về sông ngồi về làm cái khác. Dạ, được rồi. Thôi bỏ cái này đi. Để em xem nào. Thế xong tí là sao anh rồi bên này được nữa. Kìa anh bảo anh bốc. Anh bịt. À không. Thế không bốc xong nó không được nữa. Thế anh bốc của. Đấy. Như này anh nối. Mà xong nó không nối xong nữa. Hiểu không? Xong vô dụng quá. Sự thức này để cái này vào đây. Đã xong vẫn nắp được đây. Thế thì em phải bất lượt chứ. Không bất lượt được, không bất lượt. Đấy. Không được. Không được, được mà xong rồi. Sao phải đặt xong trước. Sao phải đặt xong trước, tôi bỏ cái miếng đầu tiên đi. Như cái miếng này, à miếng này bị xong. Còn một mảnh ở đây khó lắm. Nhưng mà đường cũng chết. Tôi cần đúng rồi. Chiếm nhiều quá. Đấy cả tôi cần. Mà con như kỳ ý hai cái em miếng cỏ nhá. Này, có thể hành hai miếng cỏ nhá. Có thể hành hai miếng cỏ rồi. Con như không chơi bách xì. Con này làm gì vậy? Xong... Vàng nhá. Thế lại trong phải nhấc hai bên này ra tìm một mảnh giống như thế này là cỏ. Ôi, mệt. Mệt gì vậy? Tí tìm được cái một đường một cái như này là được. Không thì tính là tính về sau tính cơ. Nói về sau tính cơ. Thì bà cả cái này. Ai bảo thế, ai đặt nhiều hơn là của người đấy chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái này của em tất cả mấy cái này đều là. Đặt không? Đặt tôi từng thôi. Nhiều hơn tôi từng thôi. Mà tôi để chia ba ấy. Nhưng mà tại vì là em nối liền vào rồi thì không. Đặt thì sao? Không được. Một là nếu mà tất cả đủ bằng nhau thì tất cả đều được điểm như nhau. Hai là anh nhớ cứ cái này được điểm. Nếu không hợp tác chưa? Thế sao biết đúng rồi, thế mà chẳng bảo lúc em là tôi thế, em là xem tôi cũng không đặt được nữa. Mỗi người chỉ chiếm một mà khóc thôi. Thế thì bằng điểm bằng nhau à? Em nói thế thì điểm bằng nhau. Ờ thế. Lúc đầu em cũng bảo anh Tân bảo đừng nói. Thế thì sao mọi người chơi em ra rồi? Anh ra Tân ra khỏi đây. Nói rồi mà không kiểu được à? Đâu nói lúc nào? Thế thằng Hoàng Tân nói thế thì em nhỉ? Đó chỉ được đặt trên cái chị của đặt thôi.
điểm kìa. Toàn cả cái to. Ừ, điểm ảnh. Còn sao đâu. Thế anh ơi, hết cái lỗi sao? Ừ. Hết cái lỗi hay sao? Là xong game. Đấy chứ rồi, đạp đường kia nhìn trông ngu quá. Thì kia thôi, nhà thầy đâu? Đây là nhà thừa. À, cái đường này trông ngu quá, phá ra sao? Đúng không? À không, chứ ở. Rồi đâu, chị đến đây đi làm đi. Đấy. Tính ra Thế chị phím không con rồi. Không thì sẽ được nhiều một điểm hơn mà. Không. Không, không, không có gì nối được vào đấy. À, có đường này à, làm sao nối được cái gì nữa. Thế sao nào? Sao gì cơ. Nhưng mà thôi, chị đặt rồi. Chị đặt xuống đi. Nó không to dần rồi. Hả? Rồi, chị đặt xuống đi, mất một con rồi. Không, lên lại đi. Không, một thao. Mày cái con này. Thằng này là cái tôm tươi này mua quá. Thằng này là cái mua quá. Quên chết đi. Chấm luôn làm gì đấy? À, hổ sao quá không? Chấm làm gì vội. Này. Hết tôm rồi nó đi chấm. Này có mấy cái? Thấy cái gì nữa đi chiếm. Đây. Ghép con này hơi khó đấy. Hết rồi gì nữa? Nhưng mà nó bị vướng đường. Điều này 3 phút. Này thích xuống điểm rồi. Anh vừa cưới tôi gần lại còn lắm chuyện. Không đường, vướng. Không hoa. Vướng đường. Rồi. Đây là đỏ của em thành cái chỗ này mà không nối được cái gì vào đây. Nó có định này. Không ăn được cái mảnh đấy. Ừ. Okay. Anh ấy với dại bởi vì anh đặt cái đấy của nó sau. Là cái gì? Dao. Đam mê từ trẻ. Nó em không đặt ở đây được nè. Không đặt được. Không đặt được rồi, mặt này. Đấy. Bắt đầu hoàng hoàng giết rồi mình góc giết phát triển ra phát triển ra phá được không? Tại vì không cho ai chơi chung, đây là một cái tranh chiếm mảnh của em. Không phải không chiếm được. À, cái này là thờ à, chiếm chiến điểm. Đến kia ngủ mà nhìn. Chặt lên, chặt đây. Ngon, bao điểm? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 điểm à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chẳng bây giờ cho cả đường để đấy càng ngày càng dài nhiều điểm. Đường cũng mà kết thúc không à? Kết thúc vào những điểm bình thường mà. Để anh Tân.
Mỗi à? Là đây đấy. Chuyện đặt nó quá. Ờ, bạn này được kính là mình. Cái chó lính lên chia rồi nhé, chia rồi nhé không chia được đi này. Sao nó được? Nó đang thuộc quanh mà. À thế ạ? À? Đâu em? Ủa? À em muốn chia đấy. Rồi mà chia phải đập vào đây. À không được. Không đập vào đấy thì cho anh ăn luôn. À bỏ ra luôn. Giúp à? Em để giúp anh ý à? Đây bên này nè. Còn đây này. Em đặt riêng bên này này. Đó. Bên này xong rồi tí nữa em đặt à, chiếm bên này này, nối vào mình. Nối vào đây, chiếm cái này đi xong rồi nối vào. Rồi thôi. Mà tự anh không giải đấy. Tự mình. Đây, đường vào đây. Chẳng có ai cả. À đường này không đi được đâu nữa rồi. Không, rồi quay xuống được không? Nếu như có một mảnh nữa. Ừ. Quay đây coi. Đây mảnh như này. Đừng để anh ta là tôi mua. Mày đỡ. Okay. Không, nhiều đấy là cỏ, coi như ở đấy là cỏ mà anh. Không nói được như thế, bởi vì ở đấy là cỏ. Bên này coi như là mảnh cỏ đi. Không được. Không được, đây này. Đây, nhớ từ đây nhớ. Phong xuống, cảm ơn. Phong xuống cho bạn. Không phải ở đây. Kìa đó, nhớ đi bà anh mà. Chơi tầng có điểm không? Như này á. Ừ. Không, đừng vòng cống như thế là anh có cơ hội để vòng như này mới gỡ được cụt đấy. Ý hồng gà đi thôi. Tâu gà, ngọt cho một gà. Chẳng, kiếm không? Chết rồi, chị chấp hết tôi phải làm nào. Xuống đường. Đấy là tôi cũng tải luôn đấy. Phải cùng đập được ấy. Đấy đấy như này. Ngồi đây, ngồi xuống được. Ngồi đây, ngồi xuống. Có tiền tiền mình thì mình ghét đây khó rồi. Khó gì đâu. Khó vãi luôn. Sao thấy bài không? Cho anh ta 5 điểm luôn đi. À không được, phải đưa ra khẩu quá. Đấy, anh nhiều hơn cái này. Không gì chị đặt sắt cỏ ra hình chỗ mới. Đó, đúng luôn. Ok luôn. Ok luôn. Thế tí này càng đặt khó. Tí kiếm mảnh giống như này đúng không? Tí kiếm mảnh góc góc này. Đây, mảnh như này này. Ừ, đấy. Thế càng khó. Này. Cũng được. Đó, đúng rồi. Còn góc ngang được. Thôi nhưng không phải mua đường.
Như hết ảnh đấy ra đấy. Đồ hộp. Kể cái chỗ đấy đồ hộp à. Chưa hết đấy em gì. Đến thân đấy. Mình đi lên chiến chiến không? À đây, để cho chị chiến cái này được. Lần đi. Kệ. Hết tốt cần ra rồi. Hết tốt cần ra, chứa ra hết tốt cần kia. Em mà có điều tốt cần thì em chịu chỗ này. Anh thế. Anh ơi còn mỗi chỗ này thôi anh ạ. Ngồi cho em đi. Hợp tác, hợp tác. Má cay nhở còn được. Đây như nào? Đây còn cái này nữa. Thằng này có tính rồi. Thằng này không, bay rồi. Cút là cút rồi, cút là. Đây rồi. Đấy, vợ chồng mình. Vợ chồng cái gì? Không thương. Cái này nó vào đường hai. Bay như này thì ngon. Vừa cứu được con này, vừa cứu được con này. Cay luôn. Đấy, em không thịt bách thêm mấy lần rồi. Đấy, không được được. Hợp lý. Chứ là không làm, đặt không chiếm cái này nữa. Ừ, không chiếm được rồi đúng không? Đấy, chị cứu em phải. Cô đặt đơn mà chiếm. Vẫn còn một con sông. Đấy. Đấy. Đây, ngon. Đặt tiếp của nó không? Em có cứu chị đi. Có cứu được mảnh này không? Được, cứu được. À, được, không được, không được, không được. Bóc cháu thôi. Không được. Không được, bóc cháu thôi. Cứu được. Chị bảo chỉ nhau ạ, game gì vậy? game chứ thật này. Hay là game này có vậy? Game cùng nhau xây nhà. Ôi, có mảnh khó ấy. Có đi đâu, xây cho mày. Tao muốn xây cho mày đấy, xây cho mày. Quay cỏ được mà, quay giúp cỏ được mà. Quay cỏ ra. Đấy. Không quay phải làm gì. Chiếm luôn. Chiếm luôn đi, em nhục có cần điểm gì. Không được. Không được. Nó cần nhiều chiếm đi để làm gì. Đây này xây nhà cố gì. Đây như này. Đấy, xây rộng như này làm gì. Kiếm cái đấy. Nó xếp vào rồi. Ôi, nó hết tầng rồi. Thế chiếm đi. Thế phải chiếm đi. Trời ơi, lại trời phải có ra góc ấy thằng ngăn. Được. Chị chiếm luôn cái này. Đặt luôn. 2 điểm luôn đúng không? 2 điểm luôn. 2 điểm. Không. Đây, đi điểm ở đây. À ừ. Xong rồi, điểm đây nữa, đếm đi. Điểm đây nữa. Đếm đi. Anh ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ngày chia đôi. Có những cái con này được hơn điểm mà. Rồi, đếm rồi. Giờ 12 có người 6. Mỗi người 12 luôn. À thế đâu chứ đâu chứ. Mỗi người 12 luôn. Anh nghe nhầm rồi. Không nhầm luôn. Mỗi người 12. Nghe điều nhỉ. 14, 14. Một lần nhầm luôn. Cái cỏ của mình xa quá, cỏ của mình tận đâu ấy, không thấy đâu rồi. À, chứ không phải một ô này là 4 điểm à? Ôi 4 điểm à? Cộng chưa? Thế là sao thế sao được 12 được? Nhiều đấy, 12 là nhiều. Chứ nào? Thật đấy. Đây nhá, đây là. Cái ô này 2 điểm. Đây là 2. 2. 1, à ừ nhầm. 2 không ạ? Thì 24. Hai tư bạn. Nhưng cũng có 2 điểm lúc nãy rồi, thì phải là 22. Lúc có 2 điểm rồi. Không, 22. Lúc đầu chị không điểm, chị đến 2 điểm. Ừ, chị đến 2 điểm cộng với 24 điểm nữa. Ở đây 26 điểm. 26 điểm. Anh có biết tính không? Em không hiểu lắm. Chiu 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 chiu. Các bạn hai bằng gương sao? Chị góc này này, bị kết rồi luôn. Chịu góc này đi. Thôi em cảm thấy cái điểm. Chịu góc này đi. Đấy. Góc này đi đi. 1, 2. Đây. Câu của nó 6. 6. Không cứu. 13. Của anh nữa đây. Không cứu 4. Các của anh mà. 14 à. 1, 1, 2 đúng không? Đây. 2, 1, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 24. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh ơi thiếu đường đi, em không cần đấy em. Đây thì rất ngon. Đây rồi. Đang ở đây này. Đây luôn. Đây đẹp mà. Bây giờ xuống chạy à? Đấy rồi, chơi đủ gì đó. Em còn thấy nó chạy xuống đấy. Điểm khó quá. Đây toàn chỉ nó. Chứ cứ điểm nào. Đấy. Mãi giờ không tìm thấy được Thành rồi. Đấy, kiếm Thành rồi đấy. Kiếm, 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 kiếm. Xong rồi, một điểm rồi. Đúng gì đấy. Đến đi, đến đi, đến đi. 2, 4. Đâu, 4 à. Còn con vết này, bỏ cái này ra để đến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 4 có 16, 20. Đúng không? Nhanh thế nào đấy. Đây. Cứu, 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 cứu. Nếu có, sẽ cứu. Tăng một gì một vàng. Ôi, chứ kiếm cỏ, kiếm cỏ nào. Mình sơ sơ rồi mình tập tú đã được 3 điểm cỏ, 6 điểm cỏ rồi. Thế á, nhiều đấy. Ôi, cái cỏ của em rộng quá, nó đang thu gom vào được. Nó gom. Cỏ như nào? Bán chung rồi. Quá em tỏ với nhau. Cả hoàng luôn. Bạn ơi chú cỏ. Đâu? Em không nhìn thấy. Cỏ đấy. Cỏ đấy. Buồn cỏ đấy. Cây em đang kiếm cỏ đúng không? Ừ. Cỏ đây chẳng có gì chứ. Quán nữa. Đó không biết. Đứng. Nhà chưa? Không phải để vào đâu luôn thật. Ở đây. Cổng ra. Không, cổng ra. Không, cổng ra. Đấy có chiếm tiền đây em toàn chắc nó thôi anh ạ. Mày nên phải cáo với chị nhé, em à. Ok ok có lần thiếu nhỉ, anh
anh chuyến lương ăn điểm. Nhưng mà vấn đề là nó không được, thì đúng là không được chiếm một cái ô để hai điểm thì đúng. Có được chiếm thế không nhỉ? Em không biết. Nghĩa có được chiếm ở Hoàn Thành luôn thì luôn nhỉ? Em không biết. Hoàn Thành bây giờ anh, tại vì anh cho chơi hai mà. Hai cái đúng rồi, nhưng mà anh em có biết Hoàn Thành được chiếm luôn không? Coi như là được đi. Rồi là chưa? Rồi. Mấy đứa chị vậy? Ai hợp tác cho xây này? Được. Không như là cụt. Ơi thế này mà đây. Mất sức quá. Xây này chơi đi. Ok mình. Ok mình. Thì đã thế thí thành khó. Không hoàn thành nó bỏ thành luôn. Dạ. Ra toàn nướng đường thôi. Ô nhà thờ ngon này. Ừ. Nhà thờ đặt sang nhà thờ. Cho anh Tân 57 đi. Nhiều quá. Anh là đời chồng. Không được, có được không? Không cỏ, được cỏ sát cỏ. Có thằng muốn lên gì? Một ngành nữa này. Đâu? Ừ, một ngành nữa toàn à, nhưng mà làm sao mà làm gì có mảnh đấy nhỉ? Mảnh đường nữa là được không? Mảnh đường thẳng à, đường nhỉ? Ờ, mảnh, ừ, mảnh này. Hay quá. Hay quá. Chưa đây này em. Cảm ơn. Không được. Cảm ơn. Đúng rồi đấy, nấu kiếm hai cái đấy nấu vào. Nấu ra ngoài ăn. Không được, nấu ra chị ăn nha. Rồi đấy, chị cứu em ba phán đấy. Đấy, cứu. Ở đây là nó được. Anh Tân được. Được. Chị đây là chị đây thôi. Cứu. Cứu đi. Em bị bấy mất 2 con tiền rồi. Con này. Con được điểm mà. Con này này. Con này được điểm mà. Nhưng mà vẫn phải nó ít điểm, có mấy hải thành ba hai anh cái đâu cái mảnh này không mà anh không thua. Có này là chiếm đường hay là chiếm cỏ? Nó chiếm đường cỏ. Nó chiếm đường cỏ. Cỏ. Ai chiếm đường đấy rồi. Được dần chơi anh. Ok. Ok. Chuẩn bị hết bài rồi các em ạ. Ok, ok. Em vẫn nghĩ. Ok. Vì đó được các bạn biết là đúng mật. Đúng không? Thế thì tí nữa sẽ có cái nào lồi thứ gì. Đúng rồi. Không lồi thứ nhỉ? Đúng rồi, cút luôn. Nhưng mà phải một mảnh như này nữa. Không phải, hoặc là một mảnh như thế này quay xuống thì sẽ ngồi được. Trên cong vào được mà. Như này. Ừ, đúng rồi. Không, nhưng mảnh này sẽ không được. Đúng không? Nó phải có một cái mảnh. Trường Thành. Đúng rồi, Trường Thành. Đấy, tụi em nói lên nói. Nói chung là em biết nào. Thôi quá. Biết được luôn. Hỏng rồi, hỏng rồi. Mình nghe mình. Cứu chị đi, cứu chị ở đây này. Cứu rồi kìa. Đây, đấy. Đúng rồi, cảm ơn em. Ok, fine. Nó cứu chị không cứu nó gì cả. Tại vì chị nó mới một góc chứ không phải chị không muốn cứu nó. Đây là có dư thì để cứu nhau ấy phải không? Giờ ăn điểm con. À không được. Không được. Không được. Mày nghĩ tao không muốn à? À không, mảnh ở đây mình hốn mảnh ở đây mất rồi. Em ạ. Vào.
Thế có gì có. Không, không nghĩ được cái chỗ nào, cái mảnh nào vào đây được. À không mảnh này, nếu mà mảnh nào có đường này này. Có mảnh nào nó thẳng đây ra. Góc này nó không thế. Có thiếu đường nào đó. Không, được, là này thì chết mình. Không được, ăn được. Ờ, tí là khó lắm, tí là khó qua. Tí khó qua. Khó là ăn điểm á. Đám điểm. Anh thắng rồi. Chưa xong, còn xong còn tính điểm nữa cơ. Kệ, kệ. Chỉ có hai cái cỏ. Nhạc nhà thờ. Thích thật đấy. Thế vào đây có được không ấy? Nói, anh Tân cũng phải chịu cái chỗ đấy của anh ấy. Mà sao mình nhắc bài chứ nói. Thêm một bộ. Nó được. Không biết chết cái kia rồi. Mấy thời trong tí mà xếp cái thanh kia rồi. Không, xếp cạnh đây này, tất cả cùng chơi, tất cả cùng ăn, quay xong rồi. Không, cái đấy không có đường, không thể đi vào đây. Đây, tất cả cùng ăn. Cho cái vỏng mặt. Anh Tân nó vừa không đi chỗ này thì há mồm. Thế là cứu anh. Khó quá. Khó quá. Em ở đây này. Để lừa nhau để cứu nhau mà. Đây được không? Nhớ tí hai cái này khó, khó chơi. Ừ, hai cái này khó. Khó gì. Không được. Đặt riêng hả ta đi. Nhà thờ không có gì không? À nhưng mà đặt riêng có đâu cũng ra hết chỗ này. Không, chỗ này thì chìa khóa kiếm ở vùng này. Muốn đây đi em. Đây, 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 đây. Ba mảnh nữa là ăn được rồi. Nghe ba mảnh cực kỳ. Máy buộc phải lấy hai góc cho anh một cái. Phải có một cái góc để quay. Thế mày đừng nghe lo thơ kệ. Hai cái góc. Sắp cái bài như. Cứu, 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 cứu. Cứu, cứu, cứu. À đây, đây, cứu, 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 cứu. À không, không được, không được, không được. Cứu, 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 cứu. Xây xây đây chị. Biết cứu đâu không? Anh có chỗ cứu đấy. Cứu đâu? Cái đầu cũng thấy không nhỉ? Đấy, xây làm đường ra vào đây. À, làm được. Không được. Đấy, xây rộng ở đây ra. Xây ra được. Vướng. Đấy. Đấy. Đây, đây, đây. Mọi đường quá. Chiếm luôn. Chiếm anh kịp. Chiếm đi như gì à? Ăn được không? Được rồi. Chuẩn không? Chuẩn vai thôi. Anh giúp mày nhá. Làm cái hèn. Tí nữa mày giúp anh nhá. Đúng rồi, anh phải quay ra cái chỗ ở trước. Không, anh thấy được 2 ô thì chẳng biết gì. Anh tầm ô được 2 ô. Ờ, thì cái này nhà thờ. Nhà thờ của đứa nào? Em điểm đi kìa. À, điểm. 9 à? 9 điểm. 16 cộng 9 25 à? 25. Ui, xin đấy. Quá đã. Quá đã. Mình không biết cái game có ấy không, có nắp được vào không. Anh điểm, anh điểm. Điểm đây thì sao? Được. Ăn cái em ăn hai à, đường. Hai đường. À không, cái đường. À không được. Để đây. Thì phải nối cái thành của em á. Thì kiếm một mảnh nữa ở đây rồi. Đây là chắc thành. Ừ. Bài đâu hết rồi. Ô, mua thấy con mà. Ờ. Thật là trời. Thiên thật. Nhân gian rồi đấy. Trời tính thật. Đây bài rồi. Ôi. Ai xây này đi. Để xa xa rồi. Hãy xây này đi. Hả? Xây cho em này. À không được. Đấy xây xây xây. Sao biết bài rồi xây cho em. Thế là thua rồi, đứng. Thôi nó thành góc này chán thôi đấy. Đây. anh cần xong cái chia đó. Đây kìa. Đây là một cái này. À không, một cái này khó đấy. Cái này có thể có thêm một cái này nữa.
xong rồi. Em sao rồi? cái này nó được rồi. Em mời chị đi ạ. À? Được. 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 Lúc đầu kia là điều gì mà? Ngon. 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 1, 2, 3. Vào đi, vào luôn đi. Hết bài rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bởi vì không thành hoàn thành chỉ được lừa điểm thôi. Em hiểu không? Thành không hoàn thành lúc cuối game chỉ được lừa điểm thôi. Chỉ được 10 còn 5 điểm thôi. À ngon, em vẫn được lừa điểm. Ôi, thôi, mình chạy. Mình xin luôn cái con đường này để mình lấy kết thúc cuộc đời. Không, đường thì thoải mái, đường thì vẫn một ngày một điểm, không xong vẫn được điểm. Đây, cái nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 điểm. Đi 9 rồi chứ. Đi 1 gì? Đỏ. Xanh. Đây là cây. 29, 28 38. Số 7. Mảnh cuối cùng rồi. Cứu, cứu, cứu. Các bạn. Rồi xong là kết thúc à? Để tính điểm à? Đây nha, tính điểm đường trước nha. Đường à? Đâu ra trên đường. Sao? Không có tính của em đâu nhá. Thôi rồi. Làm gì đấy? Chắc gì? Chắc gì ấy, cậu vào được sao? Vậy kiếm điểm thằng là tính như thế này. 1, 2, 3, 4, 5 điểm, 6 điểm nhá. 6 điểm này. 6 điểm, màu vàng. 36. 36. Đây nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm. 8 chứ. Rồi, 8 điểm. 3, 6, 8 là 14. Đúng nhỉ? Rồi, tôi đến tiếp cho là... đây của nó đi từng đây, cái thứ tính được. Có. Ờ, đường bao nhiêu này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 16. tính điểm khi mà miếng gỏi đấy có một tường một thành hoàn thành một tường và một thành một thành hoàn thành ví dụ như đây gỏi sẽ có đây thành này nó là ba thành đây còn gì của thằng phú
Đấy mà bao quanh một thành hoàn thành sẽ được thì sẽ được được 3 điểm. Chơi được không? Có. Được đếm gọi chung cho cần chú nhá. Bỏ không chơi đấy à? Không phải đâu ạ.